Xin chào quý vị và các bạn nhé. Đây là hôm nay tôi quay phong cảnh cánh đồng đây các bạn ơi. Phong cảnh cánh đồng lúa xanh mướt này. Lúa đang chỗ bông nhé các bạn nhé. Lúa đang chỗ bông này. Đây là phong cảnh cánh đồng của vùng quê Hải Phòng các bạn ạ. Bên này là cái ao của người dân đang thả cá. Xa xa kia là mấy lùm cây mít, cây xoài, người dân người ta trồng quanh bờ ao đó, nhìn rất đẹp các bạn nha. Đây là một buổi sáng bình minh, tầm này là tầm hơn 6 giờ các bạn nha. Phong cảnh vùng quê ngoại ô Hải Phòng rất đẹp. Xa xa đằng kia là một cái núi đá, đấy người ta gọi là núi Vọ. Xa nữa là một con sông, đấy người ta gọi là sông Văn Úc. Các bạn nhìn là cánh đồng lúa xanh mướt, một làng quê yên tĩnh, người dân thưa thớt. Xa xa kia có hai người đang đạp xe đi thăm lúa đó các bạn ạ. Còn cánh đồng buổi sáng này là người vắng tanh vắng ngắt, không có một ai cả. Bên này thì ao cá này, ao cá cũng phẳng lặng như mặt gương này. Ao này chắc là ít cá to cho nên là nước có vẻ phẳng lặng lắm. Các bạn nhìn phong cảnh đẹp chưa? Đây phong cảnh làng quê ven đô Hải Phòng nha. Gió rất mát, thời tiết rất là dễ chịu. Các bạn ạ, phong cảnh làng quê Hải Phòng. Cánh đồng lúa này chỉ một tháng nữa được thu hoạch thôi các bạn ạ. Xin chào các bạn nha, các bạn nhớ ủng hộ kênh cho tôi nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.